Họ nói tôi yếu kém. Họ nói tôi làm họ thất vọng. Họ nói tôi là một kẻ bất tài, một tên vô dụng, một sự thất bại của chọn lọc tự nhiên, một sự sỉ nhục đối với quy luật di truyền của Mendel. Họ nói tôi chẳng là gì cả. Mọi thứ có thật sự đúng như những gì họ nghĩ không? Liệu tôi có thật sự là một kẻ như vậy không?